Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cửa sổ cơ hội cho dân chủ hóa vẫn còn nếu lãnh đạo Việt Nam thật sự muốn phát triển đất nước. Ngày 4 tháng 9, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận Nếu Việt Nam thật sự muốn phát triển của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng. Tác giả nhắc đến đề xuất từ bỏ ngoại giao cây tre của nhà nghiên cứu lịch sử Đinh Kim Phúc trong phóng sự Đại hội 14, khởi điểm lịch sử mới sau 40 năm đổi mới của AFA. Và đây là hình bài trên AFA theo đó, ông Phúc khẳng định đây là hình thức ngoại giao cổ điển của Thái Lan. Trước sức ép của hai siêu cường là đế quốc Anh và thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nên Thái Lan đã buộc phải uống theo chiều gió. Tác giả cho biết, cùng lúc với tuyên bố của ông Phúc là bức thư ngõ của cụ Nguyễn Đình Binh, 80 tuổi đời, 62 tuổi đảng, ủy viên trung ương đảng khóa 8, nguyên thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao. Ông Binh khẳng định tình hình đảng và đất nước đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ, tới mức thực sự nghiêm trọng, chưa từng xảy ra bao giờ. Theo tác giả, ông Bin đã đưa ra lời kêu gọi nhân ngày Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 rằng mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín mùi để Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện cuộc cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử, vận nước cũng như vận đảng đang đến, phải quyết nắm lấy không được bỏ lỡ. Tác giả nhận thấy, trong các buổi lễ long trọng gần đây, Đại tướng Tô Lâm không còn nhắc đến ngoại giao cây tre. Tác giả đặt vấn đề, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục an phận, đi con đường ngược lại dòng chủ lưu của lịch sử, một con đường rõ ràng đã đẩy đất nước và đảng lãnh đạo vào tình thế nguy hiểm, đáng báo động như hiện nay hay sao? Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận định, mô thức dân chủ hóa rất phổ biến trên thế giới là dân chủ hóa từ thế yếu tức là chế độ độc tài yếu đi do mất lòng tin, kinh tế sa sút, tham nhũng tràn lan, đòi hỏi dân chủ tăng lên và dân chủ hóa dẫn đến chế độ đương nhiệm sụp đổ. Tác giả lý giải nguyên nhân một quốc gia lẫn tránh quá trình dân chủ hóa chủ yếu là do thiếu hai yếu tố, sự tin tưởng vào khả năng chiến thắng và sự ổn định, cũng như do hiểu sai hoặc không nắm bắt đúng bốn loại tín hiệu quan trọng, tức bầu cử, bất ổn kinh tế và địa chính trị, đặc biệt là mức độ của các tín hiệu này. Ngược lại, những quốc gia thành công trong việc dân chủ hóa đã hỏi đủ sự tự tin và nắm bắt chính xác bốn loại tín hiệu này. Điều cơ bản nhất là các tín hiệu này đã giúp xua tan hai ảo tưởng, đàn áp là giải pháp toàn diện hoặc dân chủ hóa sẽ là thảm họa cho chế độ hiện tại. Tác giả nhận xét, Việt Nam thì dù đã có các tín hiệu ấy, nhưng có lẽ vẫn đang bị cắt nghĩa sai lệch. Mọi chế độ độc đoán đều có một cửa sổ cơ hội cho dân chủ hóa từ thế mạnh tại gần đỉnh cao sức mạnh của nó, nếu ban lãnh đạo tự tin quyết định dân chủ hóa trong cửa sổ cơ hội ấy, họ sẽ thành công. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng nếu chần chừ hay cố bám lấy chế độ độc tài, giới lãnh đạo sẽ bỏ lỡ cơ hội. Khi khả năng dân chủ hóa từ thế mạnh không còn nữa và chỉ có thể dân chủ hóa từ thế yếu, sẽ hoàn toàn không tốt cho bản thân họ. Vì lúc đó, họ có thể thất bại thảm hại và bị lịch sử nguyền rủa, đồng thời đem lại bất hạnh cho quốc gia, dân tộc. Việt Nam vẫn đang trong cửa sổ cơ hội đó, nhưng không kéo dài mãi, chần chừ là mất cơ hội, ngàn năm có một lần. Tác giả gửi lời nhắn nhủ đến Tổng bí thư Tô Lâm, lưu ý ông cần có sự tự tin cần thiết để giành chiến thắng và giữ vững ổn định. Hiện tại của Việt Nam đang hội đủ tất cả các tín hiệu cần thiết và những tín hiệu ấy đều đi theo chiều hướng khả quan. Hy vọng Tô Đại Tướng sẽ không hiểu sai những tín hiệu ấy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cửa sổ cơ hội cho dân chủ hóa vẫn còn nếu lãnh đạo Việt Nam thật sự muốn phát triển đất nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Báo chí Việt Nam tự ngu hóa khi tấn công nền giáo dục phương Tây. Ngày 3 tháng 9, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nam Việt với tựa đề Lời hăm dọa trong đầu năm học mới. Tác giả cho biết, tháng 9, mùa nhập học ở Việt Nam, nhiều tờ báo ở Việt Nam vẫn trung thành với đường lối sợi chỉ đỏ xuyên suốt, lại mở chiến dịch tấn công phương Tây, đặc biệt là Mỹ với chủ đề mập mờ là trẻ em ở các nước đó luôn khốn khổ vì tiền ăn học. Và đây là hình bài trên AFA. Bên cạnh đó cũng có những quảng cáo. Nhân dịp này hết sức trơ trẽn cho Trung Quốc với chú thích riêng đặc biệt như Trung Quốc miễn học phí và sách giáo khoa. Tác giả nhận xét, phóng viên tờ báo và cả ban biên tập chắc cũng chưa bao giờ cất công tìm hiểu xem các quốc gia trên thế giới có bao nhiêu nước miễn học phí và sách giáo khoa cho trẻ em thậm chí có thể họ cũng không biết là việc học của trẻ em ở các nước bị dè biểu đó luôn được sắp xếp mức độ nhanh chóng nhất mà không cần biết có hộ khẩu hay không hay đứa bé từ đâu đến mà cũng có thể biết rõ nhưng họ nhắm mắt như kẻ mù lòa lần theo sợi chỉ đỏ ý nghĩa cuối cùng của các chiến dịch bóp méo chỉ là lời dọa dẫm thế giới ngoài kia đáng sợ lắm và như hiện nay của việt nam có nghèo cũng bình an và nếu như ai đó nhìn thấy có khó khăn thì đó cũng là chuyện chung của mọi người, chứ không chỉ riêng ta. Theo tác giả, chỉ cần lần trên Internet, ai cũng có thể tìm thấy giọng điệu chủ đích, không hề thay đổi của các tờ báo từ năm 2022 đến năm 2024 trong tin tức về giáo dục của các nước cường thịnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Và đây là hình một học sinh bị cô giáo bắt bạn học tác đến mức phải nhập viện. Tác giả đánh giá, rất ít tiếng nói ở trong nước, dám phản đối mạnh mẽ hay yêu cầu chấm dứt việc thu tiền nhiều kỳ hàng năm ở các trường. Mà lúc nào ngôn luận cũng nhân danh đỏ rực đến lượm giọng vì sự tiện lợi và ưu tiên cho học tập của con em chúng ta. Bản thân các mẫu câu giới thiệu rất kêu, cũng những chuyện rút rẻ công khai tiền của từ những bậc cha mẹ qua nhiều năm thực sự cũng đã bóc mồi một cách kinh khủng ở các nhà trường mà không hề thấy bóng dáng lời giải thích của các quan chức giáo dục nhà nước cho biết đã hành động như thế nào với ngân sách giáo dục phổ thông để thiếu thốn tràn lan đến như vậy. Tác giả đề cập đến một video mới đây trên TikTok ghi lại một buổi họp phụ huynh, trong đó giáo viên yêu cầu đóng góp tiền đầu năm lắp máy lạnh cho mọi lớp. Một phụ huynh đã giận dữ nói rằng, đóng góp ở đây là như thế nào, đóng góp có thời hạn hay là cho tặng. Vị phụ huynh đó đặt vấn đề rằng, nếu gọi là góp phần đóng góp cho năm học của con em mình, vậy thì cuối năm Máy lạnh đó có cho thanh lý và người ta có thể đấu giá mua lại hay không? Và năm học mới của những học sinh tiếp sau đó lại tiếp tục đóng góp lắp máy lạnh thì những chiếc máy lạnh cũ đó đi đâu? Và đây là hình một buổi lễ khai giảng tại một trường trung học phổ thông. Không nghe thấy tiếng trả lời giáo viên, nhưng chắc giáo viên cũng không thể trả lời được bởi những chuyện như vậy luôn thuộc về chính sách lớn mà chỉ có những người lãnh đạo cấp cao thì thầm riêng trong những căn phòng gắn máy lạnh của họ. Tác giả bình luận đã có không ít phụ huynh Việt Nam quyết định rời bỏ đất nước, đưa con em mình đi sống ở một quốc gia khác. Vì nhìn thấy rằng, việc được hưởng lợi từ giáo dục cho con em mình, từ tiền của cho đến tri thức là vô giá. Khó khăn của các nước tư bản trong giáo dục phổ thông mà báo chí Việt Nam luôn nhắc, không bao giờ được so sánh với những ngôi trường vùng cao, phải đu dây mạo hiểm qua sông, hay học trò ăn cơm với muối trường kỳ để thu thập kiến thức tạm đủ cho một chuyến bán sức lao động miệt mài ở phương xa khi trưởng thành. Tác giả mỉa mai, báo chí Việt Nam chỉ mở một mắt để nhìn vào điểm cần triệt hạ và nhắm một mắt để từ chối nhìn thấy thế giới quan chung quanh thật sự ra sao. Người viết báo cứ tự ngu hóa bản thân mà không thấy điểm đến chỉ còn là sự ấu trĩ và hèn nhát của chính mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Báo chí Việt Nam tự ngu hóa khi tấn công nền giáo dục phương Tây. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.